Ca sĩ Kiyosop, tôi chưa phù hợp để lập gia đình. Có gia đình, mình phải đầu tư thời gian, chia sẻ 50 đến 50 việc nuôi dạy con cái và chăm sóc cho tổ ấm, chứ không phải tạo gánh nặng cho người mà mình yêu thương. Con đường đó không dẫn tới hạnh phúc, ca sĩ Kiyosop nói. Trong số khá nhiều người nước ngoài hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam thì cái tên Kiyosop có lẽ là nổi bật nhất. Anh được công chúng yêu thích qua nhiều nhạc phẩm, từ dân ca vùng miền tới các bản nhạc trữ tình. Kể từ lần đầu tiên đến Việt Nam năm 2009, theo dự án sinh viên Mỹ dạy tiếng Anh cho thanh niên ở tỉnh Hậu Giang, tới giờ Kiyosop đã có hơn chục năm hòa nhập nhưng không hòa tan với cuộc sống, văn hóa người Việt. Đã mua được nhà nhưng chưa có kế hoạch kết hôn. Những người không biết, cứ ngỡ Kiyosop là ca sĩ tay ngang bởi khi tới Việt Nam, anh đang làm về ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, Kiyosop cho biết, anh được học thanh nhạc từ năm 8 tuổi và tham gia rất nhiều hoạt động về diễn xuất, ca hát khi còn ở quê nhà. Thậm chí, Kiyosop còn từng đi tour châu Âu hát hợp xướng. Bản thân anh cũng được một người thầy dạy về hát và nhiều người thầy dạy về diễn xuất cho nên nghệ thuật nằm trong máu, tôi rồi, như lời Kiyosop nói. Như nhiều nghệ sĩ Việt Nam, Kiyosop tin vào sự linh thiêng của tổ nghiệp. Nam ca sĩ cho rằng, trong rất nhiều người nước ngoài hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, việc anh nhận được sự yêu thương nhiều đến vậy từ khán giả cũng là một minh chứng cho thấy anh được tổ đãi. Tôi tôn trọng những gì mà đất nước Việt Nam, khán giả Việt Nam và tổ nghề đã trao cho mình trên con đường hoạt động nghệ thuật nơi đây. Do đó, vào dịp giỗ tổ nghề, tôi thường tới vài sân khấu như nhà văn hóa thanh niên, sân khấu Isercap để thắp hương tổ và có những ước nguyện về nghề, đồng thời thể hiện lòng biết ơn với những gì mình đã được trao, Kiyosop nói. Anh không chỉ yêu thích tiếng Việt mà yêu cả văn hóa Việt. Khi được hỏi, Kiyosop có xác định ở Việt Nam suốt đời và lập gia đình với một phụ nữ người Việt, nam ca sĩ chia sẻ. Không có gì là mãi mãi cả, chuyện lập gia đình cũng tùy duyên. Tôi chưa phù hợp để có gia đình vì tính chất công việc, buộc tôi phải di chuyển rất nhiều. Người phương Tây quan niệm, phải vững về kinh tế thì mới tạo lập gia đình, để lo cho gia đình một cách đúng đắn. Tôi cảm thấy mình chưa đủ điều kiện để lập gia đình, không phải về vật chất mà về thời gian. Có gia đình, mình phải đầu tư thời gian, chia sẻ 50 đến 50 việc nuôi dạy con cái và chăm sóc cho tổ ấm, chứ không phải tạo gánh nặng cho người mà mình yêu thương. Con đường đó không dẫn tới hạnh phúc cho nên tôi quyết định hy sinh thời gian này để làm nghề, làm những gì cần làm trước. Hiện tại, Kiyosop đã mua được nhà ở Việt Nam nhưng anh không đặt ra kế hoạch kết hôn. Vì đặt ra kế hoạch mà không làm được thì cũng bằng không và chỉ làm bản thân buồn hơn, Kiyosop nói. Lần đầu bị một người xa lạ xúc phạm, tôi tổn thương lắm. Trong khoảng chục năm làm nghệ thuật tại Việt Nam, Kiyosop có rất nhiều kỷ niệm với khán giả. Tình yêu của khán giả cũng chính là lý do để anh tiếp tục theo đuổi con đường này. Như lời Kiyosop chia sẻ, anh được khán giả yêu thương và đáp lại tình yêu đó bằng chính những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, tâm huyết do mình làm. Dĩ nhiên, anh hiểu là người của công chúng thì không thể tránh được chuyện người yêu, kẻ ghét. Bản thân anh cũng từng nhận những bình luận chỉ trích từ khán giả. Từng tổn thương bởi sự tấn công đó để rồi nhận ra thật nhiều giá trị tốt đẹp khác và bình thản làm nghề tới lúc này. Từ lúc tôi bắt đầu đi hát tới bây giờ, cũng có vài người comment là Kiyosop hát tiếng Việt không rõ. Tôi đã hát trên những sân khấu lớn của nước ngoài và sân khấu lớn của Việt Nam thì đương nhiên ở một chừng mực nào đó, tôi hát phải nghe rõ chứ. Thậm chí, có nhiều người nghe tôi hát và không nhận ra là người nước ngoài. Cho nên tôi tự tin với khả năng của mình. Tôi biết mình đang làm gì và mình là ai. Trong nghề này, mình phải xét về số lượng, bao nhiêu phần trăm khen chê, ai nói, lý do họ nói là gì. Với những lời nhận xét, góp ý chân thành thì mình lắng nghe và sửa lại. Vì mình không hoàn hảo, lúc nào mình cũng có thể tốt hơn và tốt hơn. Lúc mới vô nghề này, rất dễ bị tổn thương, dễ vỡ. Lần đầu bị một người xa lạ xúc phạm, tôi tổn thương lắm. Thậm chí, mình còn bị đồng nghiệp dìm và nói nhiều thứ. Nguyên một ngày, tôi buồn thảm. Quản lý của tôi nói, nếu không chịu được cảm giác này thì tôi nên tìm một công việc khác. Bởi vì, nó chỉ tiếp tục dâng lên chứ không bao giờ giảm xuống. Có rất nhiều cái xảy ra. Nhiều người rảnh, không có việc gì làm, lên mạng chửi người này người kia. Với những người như thế, mình phải biết bỏ qua, biết thông cảm và tội nghiệp cho họ, chứ không nặng nề. Đó là một quá trình, mình phải biết lọc thông tin. Nếu có 50% người chửi thì mình phải nhìn lại. Còn 10 người, 8 người thích, 2 người ghét là bình thường. Mình chỉ cần biết mình là ai, đang phục vụ và làm điều tốt đẹp cho khán giả là được. Kiyosop cũng bày tỏ sự phiền lòng của anh về thói quen chửi trên cộng đồng mạng của một bộ phận người Việt. Thật sự rất buồn khi phải nói thế này. Tôi hy vọng mọi người sẽ bớt một chút để không nói những lời xúc phạm với những người xung quanh mình. Điều đó không hay ho gì hết. Dù là người của công chúng hay người bình thường thì ai cũng là con người. Mọi người hãy nhìn vào bản thân và suy nghĩ trước khi viết gì đó lên mạng xã hội, trước khi mình mở miệng ra xúc phạm ai. Không ai hoàn hảo hết. Sự so sánh, hơn thua, sân si không dẫn đến kết quả tốt đẹp. Người của công chúng cũng phải ăn, cũng phải ngủ. Họ cũng có tình yêu, cuộc sống riêng tư và những thứ khác như một con người hoàn toàn bình thường. Cho nên khi nhận xét ai, hãy nhìn lại mình,
Nam ca sĩ chia sẻ.